với nấu canh hủ qua, canh cá, cá lóc nhỏ. Hủ qua đâu có mua hả? Mua á. Chưa hơn rồi, từ từ hơn rồi. Cô gắt hơn rồi. Đâu, bà trời. Giớ này có người ta nữa. Chả vật tư không sao mà chả người mà cứ dặn như ngăn đi hay không? Ngăn có. Nè. Chị đi vô hộ á. Dạ, dạ. Đi lạnh xấu hả? Bây giờ chết đi. Ừ. Yeah. Có gì sẽ sót cũng thông cảm giùm nha. Có gì đâu mà thông cảm, sẵn sàng giúp cô rồi. Phải như là nói mình có dách này kia không vậy đó. Người ta yeah. Có buồn phiền không vậy cũng thông cảm giùm nha. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp để vô nhà cô Cam để xây lại cho cô Cam đó cô bác quý anh chị. Trong cái quá trình đi này nè, Bùi Hồ gặp ở đây có một cái nấm mộ với một cái tấm bia nè, vô danh nè, cô bác quý anh chị thấy không? Nằm ở giữa ở cái đường này luôn á, đi vô luôn á. Bên kia nó có một cái mộ đất bên kia nữa cơ. Lúc mà đi ra ngày hôm trước á, Bùi Hồ thấy cảm thấy khá là bất ngờ. Nhưng mà gần bằng phẳng hết à. Đi không biết mình sợ đạp lên cái phần đó ghê gớm lắm. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để vô nhà cô Cam ha. Nhà của cô Cam khởi công ngày hôm thứ 6. Thứ 6 hôm nay là ngày chủ nhật đó cô bác quý anh chị. Đã 2 ngày rồi. Xuống đây mà có chị Hương đi đằng trước coi khởi công và vật tư thì phải truyền bằng cái đường kia vào thì chị Hương có quay lại cái thước phim mà chuyện vật tư đi bằng đường sông. Bó nền xong rồi này cô bác quý anh chị. Hôm trước thì đổ đà dưới này anh thợ anh mới bó nền lên. Và đây là cái chiều dài của ngôi nhà nè, anh đang đổ dĩ. Chào em. Đang tắm là anh? Dạ. Đang tắm hả? Ờ. Bị nó mềm quá à. Hai bên này toàn là bà cái nó đắt rồi đó, ở ngoài đắt vô mà cái bờ bị ngang quá lớn à. Bờ bờ nhỏ xíu à, còn hai bên này mềm quá phải vậy. Cái này là sao? Này tấn lại hả? Dạ. Tấn lại hai bên đó đó hả? Hai bên hông nè, đặng nữa mình bơm cát mình chịu cái lực lại á. Dạ, lúc trước là chuyển vô đường bên nào? Đường bên đây hay bên đây? Dạ. Chuyển vật tư đường qua đó đó hả? Anh làm mấy ngày nữa bơm cát cho được anh? Bây giờ hiện tại ngày mai có vật tư xây này đổ cái đà này ngang, cái nữa là khoảng 3 bữa sau hoặc 4 bữa mình trồng bơm cát. Nó vật tư mình là còn thiếu phần nào? Hôm trước là mình chuyển cho nó còn thiếu phần nào anh? Bây giờ nó thiếu cái hầm cầu này với nhà tắm nè, với đường ngang này hết mấy trăm nữa nè, còn một khoảng thứ hai là xây ra là đủ cái nhà tắm này nè, hầm cầu. Nhà tắm cao nhiêu? Hả? Nhà tắm cao nhiêu? Nhà tắm thì cũng phải cao từ 2m2 cho lên 2m4. Cái hố ga này là nhiêu ta? Hố ga này là bây giờ nó là 1-2m nè. Qua lại 2m vuông, rồi nữa mình xây 20 với xây lên. Đi lên tới ngang đây coi mình đã mới đổ có một cái nắp đan, rồi xong quay lại mới xây cái nhà tắm lên. Sâu nhiêu anh? Sâu xuống giờ hiện tại nó đi tới đây là coi như ta tới cái này là 1 thước đó, từ dưới lên đây 1 thước á. Ừ, 1 thước. Có ngăn lọc gì không anh thợ? Khỏi, cái này mình tự hòm đây mình tự quỷ chứ không phải như hòm ngoài chợ. Ừ. Ở đây mình tự quỷ luôn hà. Rồi nữa mình chưa ống hơi đây với cái ống chờ. Sự cố sau này nó tràn mà không có giờ tràn, bị gì tự nhiên nó nhiêu nước nhiêu là nó quỷ nhiêu à chứ không có gì. Khi nào bơm cát ta? Hả? Khi nào bơm cát? Bây giờ bữa nay đổ rồi khoảng 3 bữa sau, 3 bữa đi. 3 bữa mà coi như mốt bữa kia không? 4 bữa đi mà mới mới có được đổ cái đà này nữa nè, mới có xây đổ được cái đà này nè, bị thiếu gạch nè, hôm qua thiếu gạch như đây với lỗ đó. Ai thiên thiếu nhiều đó, thiếu đâu lỗi chứ đường ngang nữa nè. Ngặt chứ thôi, hôm qua có xây gỗ nay đổ hết thì ba bữa sau mình làm được. Bây giờ mình phải thêm, nếu mà nó nở cái này cái nữa mình phải thêm lại bữa là như 4 bữa đó. Từ ngày mà từ bữa nay tới 4 bữa nó mới có đổ. 4 bữa hả? Mới có đổ nếu vật tư hả? Vật tư thì mà bữa nay phải có thì ngon rồi, có là xây luôn cái này, đổ luôn thì mình 3 bữa. À. Cho nó cứng thôi chết ai? Được chết ăn. Hai cây trên nó đã lúc tắt đi nha. Vậy bữa nay mình đổ đà trên này. Đổ bây giờ rồi. Còn cái phần ở trên này là mình cái phần lót gạch thì mình làm sao?
nó gạch thì bơm cát xong rồi mình mới vô đá đâm le. Ờ. Mình là lấy xuống như cái đà này đổ tới đây rồi mình lại xuống đâm chừa xuống tắt gì nè, đặng mình cát bằng rồi xong mới đâm le xong mới quay lại cán, cán mới lót gạch. Vậy là thêm 4 triệu mấy tiền vật tư nữa là đủ hết rồi đó phải không? Thì hôm qua như hôm qua tính vậy là kêu vậy là đủ, cái số lượng đó là đủ đó. Bởi vì hai khối là với còn không mới đá đó 46 đó, đặng mình đâm le cái mặt bằng trên này nè. Đó, rồi mình mới cán xong rồi mà đâm lại. Ở đây là, thứ nhất là rồi. Em là không quang, có quang người, này nó là đủ rồi. Không có người vận chuyển. Thứ hai là tiền này nó phát sinh ra là không có tiền đâu, vùi vô nhiều. Cái này là anh nói thiệt, anh cứ nghĩ là mình đúng em rồi. Là một người kết nối với Mạnh Thường Quân để với lại chị Hương kết nối Mạnh Thường Quân để mà hỗ trợ cho gia đình cô Cam thôi. Chứ ở đây hai chị em làm cũng mong cho cô Cam có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì cũng mong anh đâu đó nó cũng như nó gói ghém cho nó chất lượng như anh làm để mà tạo phước cho con mình luôn. Không thì coi như dạ. Là nó dư là tính không có dư rồi đó. Thì ừ. Đâu làm đủ với ông thằng này thôi chứ không có dư rồi. Ý tụi em nói là riêng là nó cho đủ chứ mình đừng có phát sinh hoài rồi dạ. Tụi em không có biết đường. Tụi em không có biết đường bù dữ quá rồi tụi con lấy mấy sắt tụi cầu ngang ở dưới rồi nữa bị hai bên này mương không à. Nó mềm quá à, rồi xây mình sợ bơm cát vô anh chịu nổi á. Sạc cái mình ấn hôm qua tôi có lấy sắt mình để sắt với dưới nền như này nè dưới chân á để mình chịu thêm chịu tiếp cái lực á. Bây giờ nghe chú nhà kể lại là bà hồi đó cái mương này nè với mấy ông chú vòng vòng nó nói bờ có lớn gì à có một thước mấy gì đó hả à. Còn hai bên là toàn đất be không à. Hôm trước là mình khởi công là mình có cúng trái cây không có hay. Có mà anh này có cái bữa đó xuống là bị tôi chạy ba dán xuống là mấy chờ đây cũng là có cúng dạ. Giờ gạch rồi thì giờ nó cũng giờ nhiêu đó là này là dài tổng cái này từ đây đó nó là 13,5 hả anh? À 13 năm đó. Cái này lên đủ 5 tấc không anh? Anh ơi lên đủ 5 tấc không? Hả? Lên đủ 5 tấc không? Đủ chứ, đây nè. Đây nè, luôn lấy là đỉnh đây là lên nó đang đổ đà nữa là 50 nè. Ờ. Là lấy cái chỗ này. Còn bảy ở dưới nó sâu như vậy đó. Bị nó không có được. Cô Cam mừng không cô? Hả? Cô mừng không? Mừng chứ. Dạ hả? À, có thì mừng. Dạ. Có gì mừng lắm chứ giờ vậy khỏe rồi chứ để mà ông trời ơi ngập khổ cũng chết luôn. Khổ hả? Ừ không chưa đó trời ơi nước đâu ngập đi tới lui gồng cũng chết. Ê, xong rồi cái gã con gái cô luôn hay sao? Ai biết đâu à. Hả? Nó hỏi nó chịu thì... Em tên gì anh quên rồi? Trang. Trang hả? Chịu không Trang? Từ từ. Sao từ từ? Có chồng ăn Tết luôn. Có chồng ăn Tết luôn được không? Ừ. Hả? Dạ hả? Em năm nay như anh quên mất tiêu rồi. 28 hả? Từ đây đến từ khung ngoài trước này ra ngoài đó nhiêu anh thợ? Tuổi học này nè 75 ha. Ở vô này là 65 60. Ở đây thì sợ nhất là lúc trước mà bo nhất là sợ nhất là cái phần này nè. Dạ Trang mừng dữ không em? Mừng hả? Mà cực ơi dữ không? Cực dạ, cực 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 lắm. Cực cực lắm cực cực. Vậy hả? Hai người có con trai có cô bên kia hả? Ừ. Có phụ không? Dạ. Đây đó hả? Đây anh hai à. Anh ba anh đi làm đất cho người ta. Làm cho người ta rồi bữa nay. Chào anh. Anh ơi dạ. Em vô mấy lần mà không gặp anh? Dạ em đi làm. Anh thứ mấy? Hai rồi. Anh năm nay nhiêu rồi anh? 34 hả? 34 hả? Tuổi Thìn hả? Hả? Dạ. Anh làm Bình Dương hả? Dạ làm ở làm dòng hồ không ạ. Vậy hả? Thì làm vậy rồi cho bác có ngôi nhà mừng dưới không anh? Dạ mừng chứ. Vậy hả? Ủa hôm nay con em không có quà hả Trang? Dạ không, em học hôm nay nó bên nhà bệnh làm không cho nó qua được. Vậy hả? Dịch nào quá không cho qua. Dạ. Ông xã em ở đâu hay Trang ha? Xã em bận cái quán cho cháu. Cái bình đây. Có vợ rồi hả? Vợ con gồ.
lâu chưa? Dạ thôi cũng 8-9 năm rồi. Mà ngày xưa sao rồi thôi hả? Đã nhậu quá, quậy quá. Chồng nhậu hả? Dạ, chồng nhậu quậy quýnh vậy. Quậy rồi đánh. Dạ. Rồi bây giờ con của em ở chung với bà nội. Dạ, bà nội. Tại sao ta có con, có chồng, có chồng, có ổ, có vợ, có con, em không có chồng đi? À, chưa ạ. Thì sao chưa? Dạ, chưa. Hả? Không, có chồng sợ quýnh rồi, sợ quá, không dám có chồng nữa. Biết đâu gặp người khác thương nhiều rồi sao? Chưa định chưa biết nữa, này chưa muốn. Hả? Này chưa muốn. Không lẽ sống vậy hoài? Chưa biết. Chưa biết. Có người nào hỏi cưới em chịu không? Chứ không, chưa chịu. Không từ chứ. Chọc trang chơi vậy. Cô Cam. À, lúc nãy trên cái đường con đi vô đó thì con gặp hai cái ngôi mộ cặp cái đường đó. Mộ đất đó là của ai cô? Của người ta. Của người ta, người ta đó. Dạ. Ủa? Chứ không phải vòng vòng của con thấy đường. Vậy là đất đó là đất của người ta. Dạ không hả? Ừ. À. Đâu có ấy đâu, mình đi nhờ đó. Ừ. Đó là mình đi nhờ đường ha. Ừ, khổ muốn chết, đây dài vô để nhờ người ta. Ừ, khổ muốn chết vậy. Tại cho đi mà nó còn nhăn nhăn hoài, trời ơi, không biết sao. Sao buồn? Buồn cái người ta đòi đóng hoài luôn á. Ta đòi đóng không cho đi hả? Ta không cho mình đi, khổ muốn chết vậy đó. Dạ. Ráng mình chịu khổ chứ bây giờ không cho đi mình đi đường khác nữa, còn khổ nữa. Ừ. Đi người mày cũ mình lậu đi mình tắp đường này còn ra xe ra già mới được đi chợ. Nó khổ vậy đó. Ừ. Lâm hết trơn. Còn nữa nó ở nhầm, cũng dòng họ này, dòng người dân hả? Người dân. Ngoài đi người dân hay là dòng họ trong đây. À. Con đó là bác năm. Ừ. Ừ. Em đi nhờ đó. Em không. Ờ. Cái thằng quái đậu. Bà đang nhà mà này lầu lộn đi vô cũng đường giống mấy dòng ba cái bự rồi đó ha. Ừ. Nhưng mà con ta không thấy. Không, anh thấy cái đường trồng chuối cái bên cặp bự bên này phải không? Bắc năm, của Bắc năm. Đây nè. Ừ, vậy là đúng rồi, của Bắc năm. Bắc năm. Bắc năm đó. Nhà Bắc năm nhà mà này nè. Ừ, cái mình nửa đào mình đi vô cái nước mình đi nhờ cái đường đó. Nhờ đó luôn đó. Không, có nghĩa là bên đây là lưới nè. Dạ đúng rồi, nhà bác. Bác của em hả? Dạ bác. Rồi hai cái mộ ở dưới đó. Trong trong giữa đúng không? À, có nghĩa là bên đây là ruộng, bên đây là phần trồng chuối. Là của người ta không á? Mã của người ta luôn. Nhưng mà đất của ông bác. Năm. Ta chồng, sao ta chồng? Của người ta hồi xưa đó rồi mấy sao người ta chồng? Cũng hồi xưa á, xưa người ta ấy mã người ta chôn thí đại đó. Rồi bây giờ nó vậy đó. Thì hôm nay là ngày thứ hai, lần thứ ngày thứ hai mà cô gia đình cô Cam phải chuyển vật tư vô trong kia nè. Và đây là những cái đóng vật tư thì người ta xe chỉ chở vô đến cái đường đó thôi. Và sau đây người ta để đây thì sau đó gia đình cô Cam mới đẩy xe gồ ở đây hả chị? Ừ. Đẩy xe gồ đường này, đằng kia mới chuyển xuồng vô. Và cô Cam với lại con gái của mình đang đẩy xi măng lại nè. Đẩy lại hả cô? Ừ, đẩy lại thôi để nó dột cái. Sáng giờ có chuyển được xe nào chưa cô Cam? Chuyển gạch vô một hai ghe hay gì rồi. Phải không Trang, với ba cái gạch chở gạch dán rồi làm luôn rồi. Rồi, còn xe nào không cho con đi theo được không? Ừ, đi. Dạ, gọi rồi, chờ đi vô. Trang vô đi Trang, rồi mẹ đẩy tay em ra cột Trang rồi. Rồi bắt đầu nữa bỏ vô cái bao, chuyển lần gì ba cái gạch bự. Có được cái nhà cũng không được sung sướng người ta nữa. Tại vì người ta chuyển rồi cái thợ làm thôi này, hai mẹ con phải lùi hụi làm à. Dạ. Rồi vô đi nha, mua rồi. Rồi. Rồi đi vô nha. Đi bộ vô hả cô Cam? Ờ đi bộ vô. Rồi xuồng người ta chuyển vô hết rồi ha. Ta còn chuyển nữa không? Dạ mời mới chuyển. Mời mới chuyển. Ừ. Chiều ở nhà làm lần lần. Như hai mẹ con làm. Người ta mắc mận, người ta xả lúa, người ta đâu có tiếc được đâu. Hai mẹ con vô bao hả? Dạ vô bao, mời chở vô. Mời để xe gùi đó. Mời để vô nhà. Không còn xuồng nào để chuyển hả? Dạ, tại vì mấy người kia đi làm hết á. Ờ. Chiều hai mẹ con. Rồi bây giờ hả cô với lại Trang đi không? Vô không? Đi làm gì? Bộ hay vô? Đi bộ vô nhà con cái. Đi bộ đi. Đi Trang đi. Đi Trang. Đánh xuống lậu gì hết rồi thôi, xuống có xuống. Rồi sáng em hồi sáng giờ lo chuyển này, đẩy xe gồ vô đây đường này hả? Đẩy vô cái đường này đi ha. Đẩy vô đây. Anh có chuyện gì
Tiết cái là quay thì hôm trước mình có nhờ chị Hương quay. Nhưng mà mình tính hôm nay là để quay một cái thước phim nào đó để cho nó cho mọi người thấy, cho nó rõ luôn. Sợ không kịp nước á. Ừ. Đẩy đến đây. Nó mới chuyển như trời chổng. À. Đẩy lên đến đây rồi chiếc xuồng mới bơi vô trong kia. Hôm trước thấy chị Hương quay đưa. Cực dữ trời. Rồi ai hôm trước em thấy chị quay có mấy người ấy chưa? Dạ. Mấy người chuyển là mấy người đó ở đâu? Mình mướn hả? Dạ, mướn con của bà này là một người đó. Thôi đi vô đi. Cái người kia. Hôm nay không có chuyển được nữa. Nước rồng là mình chạy không hết được rồi, nó bị cạn rồi ha. Dạ. Hôm nay mấy anh hai rồi có phụ không Trang? Dạ có, anh hai có. Dạ, còn anh ba? Anh ba cũng phụ, chứ không đi làm cho người ta rồi. Anh ba làm gì cho người ta? Y bưng giống như người ta phải lúa. Rồi em bây giờ còn đánh dây không? Dạ còn. Tối đánh hả? Dạ. Đánh đêm qua được nhiêu tiền? Dạ, qua đánh được con cộng mà. Đánh được con cộng dây được mấy ngàn? Được 10 ngàn hả? Được 10 ngàn à? Bởi vì kêu có chồng đi hai người làm không chịu. Nghe chị Hương? Chịu không? Chịu không? Anh với chị Hương làm mai cho. Chịu từ từ đi. Hả? Thì bây giờ ta làm quen trước đi. Người ta có chồng sao? Thì cô bác của anh chị nãy giờ nói cho nó quên cái đoạn đường đi nó mệt á. Lúc mà Bùi Hồ với lại chị Hương đi vô ở đây á, thì mỗi lần đi ngang đường này nè, có cảm giác là lạnh chân. Vì lý do là những cái ngôi mộ á, nằm ở dưới này nè. Đây là đất của mộ này của ai không? Dạ, không. Đây nè. Đây là của người ta. Của người ta hả? Dạ. Tụi anh đi ngang á, dạ. Cái không biết nên nữ là nói nhà chị Hương là chắc có thể mua bánh mình thắp nhang đây cái ha. Dạ. Đây nè, chị có mua bánh ít bánh nè. Mình để thôi. Em sắp cái này. Dạ hai cái thôi. Đó đó chị. Tại vì ông bà ở đây nằm ở đây rồi, cái mình không có biết. Cái mình đi ngang nhầm khi là cái nơi an nghỉ á. Em có gì thì mong ông bà phù hộ cho cái công việc mà cất nhà cho cô Cam á. Vậy là cái này bia này ông bà nằm bên đây hả chị? Ở trong hả? Dạ, trong. Cây chuối mọc lên luôn kìa. Mong thì độ cho chị Hương, gia đình chị Hương nè, mình và cũng như là cô Cam có nhiều cái sức khỏe á. Để mà đặc biệt là cái công việc mà cắt nhà cho cô Cam gặp nhiều thuận lợi á. Chị Hương sáng nay chị Hương mua giùm, mua để mà ấm. Em lấy bên nhà ra giùm anh nè. Đốt nhiều cây ạ. Đây nè, đây một cái ngôi mộ nữa nè. Bởi vì em thấy á, chị còn trống hả chị? Em thấy á, là cái phần đắp lên á, đất nó bị bằng hết trơn à. Mà đi mà không có để ý á. Là mình... chị cũng không thấy nữa đó. Dạ, thì em thấy. Chị không có thấy hả chị Hương? Không, chị thấy mấy cái em đốt nhiều đi. Vậy chị ra anh... Tại vì đôi khi người ta nghỉ ở đây á. Mấy em, mấy này mình đi cái không có thấy. Đây. Dạ. Lạnh sống quá vậy? Chị hả? Ừ. Lạnh sinh sống hả? Mình chỉ muốn cho các ông các bà này ấm cúng hơn thôi. Bé này hôm trước chuyển tiếp hả chị? Nó té. Ăn đi thôi không?
ngăn có. Chị đi vô hộ. Dạ. Đi làm xấu hả? Dạ dạ chị. Em cầm máy giùm anh. Đưa anh nó quẹt. Khi nào mà tối màn hình đó. Ừ. Em chạm vô. Chết chết cái nón cái nón. Hồi nãy luyện không có câu gì trơn, cũng như luyện xi măng mình phải ấy lọt dưới hết hai bao phải mắc đấy độ đẩy lại mới được. Ừ. Không đẩy nó chạy vô đó là bỏ luôn đó. Đó. Cho bấm này mình này. Ừ. Khổ muốn chết. Nãy luyện không có bằng bao không? Cái nồi cái hộp á. Cái mục đích của mình đó thắp hương thì mong chỉ cho các ông bà ấm cúng. Nói chung là đường vô nhà của cô Cam gian nan lắm. Hôm nay mưa anh hả? Mưa. Rồi chuyển vật tư vậy là đủ hết rồi nghe. Hôm qua đổ đà đến đó đó hả anh? Ờ đổ đó nhiều. Dạ. Này mấy bữa nữa bơm cát để biết chị bây bơm. Bây giờ bữa nay chứ cho ba ngày mai ngày mốt bữa kia. Bữa kia là thứ mấy à, ngày mấy anh nói chính xác để ta kêu cát vô nè. Giờ thứ 25 đó rồi 28 29 gì bơm đi. 28 29 bơm ha. Ừ. Bơm đi rồi báo xuống rồi tôi mới đâm le. Rồi nhưng mà trước khi bơm là anh phải cộn phần này sao ta? Đây lấy hồi nữa bơm nước ra. À. Lấy máy bơm ra rồi mới xây dưới lên. Ừ. Xây dần lên mới bơm được cho bơm cát là mới được. Ừ. Đó đó. Vậy là anh làm còn 1-2 ngày nữa mới xong quá. Tôi có còn lót này nọ còn mấy ngày nữa mà giờ tới chơi phần đó mới mình lót á còn lót với đâm le nọ mấy ngày nữa lận. Dạ. Ừ. Bây giờ hiện tại thì lo cái này trước lên cái lận cho bơm cát vô là thằng là chúng đưa đá vô là đâm le. Le dạ. Xong rồi cán rồi lót. Ồ. Một tiền chế một lần. Xong rồi em gửi tiền luôn ha. Ừ. Xong hay gửi tiền luôn. Rồi đâu gì đâu. Rồi dạ. Giờ cái mình xong một là kiền chế nó xuống nó gắt. Dạ. Mà tôi phải làm le trước bữa rồi coi cho cái thằng mà kiền chế lên trước. Nó lên dựng đàng hoàng xong tôi mới lót. Biết sao mình để nó hàng này nọ nó rớt xuống là hư gạch hết. Nó nổ gạch mình đó. Thì xong mới lót ha. Ừ, nó coi như kiền chế lên xong rồi đấy. Nhưng mà anh phải xây bao viên gạch lên bên thông cho em nha. Hả? Xây lên bao viên á. Cái đó mòn xây xây sao á. Ờ. Nửa kiền giấy dựng rồi mới xây thay cây cột theo cây cột đó. Không anh xây chạy dọc theo đường này nè. Biết rồi mà không được. Cái đó là chỉ xây sao thôi. Nó dựng cột lên đàng hoàng. Dựng cột lên nó dựng ra hết trơn rồi mình mới dựa vách đó mình xây ra là lên một lớp hai lớp gì đó là cho đúng nó rồi, là, đúng này đúng, thôi. Đúng rồi. Rồi. Đúng rồi. Chừng hai lớp ví dụ là một đàng hoàng vách thì là vô đây đủ đây luôn nó khỏi xây cũng được nữa ví dụ. Kiền chế nó cũng vẫn là phủ này nè. Kiền chế nó to nó lợp lên cho hoàn thiện rồi nó cũng vẫn nằm phủ vô ở đây. Cho nó xuống đây chút xíu là lượm. À, hôm nay thì ngày thứ hai đến nhà cô Cam với cô bác quý anh chị. Thì cũng như là mình bàn với anh thợ về cái tổng thể của ngôi nhà. Và cũng như là cho cô bác quý anh chị biết về cái quá trình mà cô Cam nhận chuyển. Thì đây là cái phần hố ga của ngôi nhà nè. Đây là cái nhà vệ sinh của cô. Còn cái phần bên đây á là nơi mà cô sẽ rửa chén nè. À, cái cửa nhà vệ sinh thì nằm ở bên đây. Và nơi đây thì anh thợ này anh sẽ xây luôn cho một cái bệ để mà nấu để bếp ga nấu cơm ở đây. Đó. Còn cái phần ở bên đây á thì mình sẽ xây cái nhà
xây cái một cái phòng ngủ ở đây, và đây là cái lối ra vào. Ở đằng trước đó là một cái phòng khách che một cái mái kết, đó là tổng thể của ngôi nhà. Thông tin với cô bác quý anh chị, cái ngôi nhà này đó thì cái phần nền của nhà của cô Cam á thì nó đất đầy ở giữa ruộng nên nó không có chắc chắn, nên anh thợ anh phải đổ đà ở dưới nè, đổ cái phần đà ở dưới với lại đổ cái phần đà ở trên này để cho nó chắc chắn cái phần nền để mà tránh gập đó. Lúc trước cái phần nền này là gì, là nó kiên cố dữ không anh thợ? Cũng là thương tơ được được ha. Về cái kết cấu địa chất của nó có khó gì không? Nó cũng không đâu gì đâu khó. Bình thường. Tại em thấy đất giữa ruộng á. Bởi vì nó cũng yếu mà, nên mấy cái câu sắt dưới chân đùm lum hết trơn á. Dạ. Cho nó chịu ấy lại là để thôi nó hẹp. Dạ. Đặng mình bơm cát vô cái lượng cát xuống nó nén ra sợ bựa đó. Bởi có câu số sắt ở dưới á. Thông tin với cô bác với anh chị mà cái nhà của tiền chế thì nó nếu như mà mặt nền này á mà nó thấp á thì cái chi phí nhà xây này nó rẻ, nhưng mà cái mặt nền này, cái phần cát chứ lợi phần thợ với lại phần xây dựng mà để mà kiên cố đà này đó là nó khoảng 30 mấy triệu rồi đó. Đúng rồi, cải luôn đường thợ đó. Hồi sáng em tính tiền tiền vật tư để cho cái phần nền không là 22 triệu. Kể cả luôn cái phần gạch dán rồi tại nhà vệ sinh, nhà vệ sinh mình cũng tốn nhiều nữa nè. Đúng rồi. Phần đà phần sắt hôm nay rất là lên giá luôn, 115.000 một cây. 125.000 cây. Thì đó. Hôm trước là lúc trước anh xây là bao nhiêu anh thợ? Hồi trưa mà chưa có dịch đó là nó có 9 mấy ngàn cây à. Bây giờ qua tới hồi dịch tới giờ bắt đầu cái gì nó cũng lên nha. Gạch này cũng vậy nữa nè. Lúc trước gạch này cũng rẻ hơn hả? Gạch lúc trước thì nếu mà nó chở có ngàn thì còn cục chứ nhiêu. Bây giờ nó chắc cũng ngàn mấy rồi, ngàn hai. Đó này lên cái mấy trăm vậy đó, mới vậy đó. Nên là nữ là cái chi phí đôi khi thì sợ không hiểu thì hỏi mấy cái chi phí mà xây nhà tiền chế á, nó khoảng chừng 50 năm mấy triệu, nhưng mà không hiểu đây là cái phần nền nó đã ngốn rất là nhiều tiền ở đây. Đúng rồi, vì đây nó thấp quá, thấp rồi nó ngập dữ lắm, nước ngập dữ lắm. Dạ. Ngập lên đó giờ mình xây lên mình cao, ví dụ nước mà thả vô mấy ông đó, mấy ông đây người ta nói là nước lên đẩy cái là nó ngập tới cục gạch đó đó. Nhưng mà mình đổ đà lên là nó bị nó vượt hết ha. Nó vượt được rồi. Với hai nó đây giờ đỡ cái đó, không có thả ba cái nước vô cho hết, cho thả cống hết là ngập, nó ra đây nhiều lắm, ngập lên 4-5 tấc ở đây nè. Bảo đảm là xây cái này là không ngập nữa nha. Hết ngập rồi, vậy dạ. Vậy thì coi như hết ngập rồi. Dạ. Thì một lần nữa thì chắc có lẽ là vài ngày nữa thì Bùi Hồ sẽ quay trở lại coi cái bơm cát xong rồi để coi cái việc mà các anh lót gạch với lại xây phần ở trên cũng như là làm nhà vệ sinh rồi xây như phần tiền chế. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Cảm ơn cô chị Xuyên ở Nhật Bản hỗ trợ căn nhà. Cảm ơn một Mạnh Thường Quân tên là Anh Thành ở Nhật Bản luôn, với lại một Mạnh Thường Quân là tên Lưu Phương Thảo ở Alaska ở Mỹ đã hỗ trợ cho cô. Cô Cam ơi, cái tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho cô á thì con sẽ giữ lại, mai mốt thiếu này gì á, ví dụ bếp ga hay là gì đó thì con sẽ mua cho cô ha. Chứ đừng, cô không có gành tiền, cô không có bếp. Dạ. Cho gì thì ấy, còn nhiêu thì giữ đi. Dạ, ví dụ như còn chi phí chút đỉnh thì con gửi cho cô, còn ví dụ như con với lại chị Hương đi coi sẽ trang bị cho cô bếp ga nè, rồi một số cái vật dụng thiết yếu ở trong nhà đó, ví dụ như chổng giường về nhà cô đó. Mừng dữ không cô Cam? Mừng chứ. Dạ, để cho cô có cái một cái nơi chỗ ngủ an toàn luôn. Đưa cô không dám giữ tiền luôn hả? Không, giữ tiền, thả mất, chứ không có gành tiền nhiều nữa. Ủa sao khóc nữa rồi? Cho mừng quá sao? Khóc nữa rồi, cho mừng quá khóc. Con hỏi thiệt cô ha, là cô năm nay là cô như con qua rồi ta? 57 rồi. Mà cô trước giờ thì cô sống ở trong cái căn nhà ộp ẹp á. Thì hôm nay có được cái anh thợ vô xây ngôi nhà này, cô có bất ngờ và cô có nghĩ là cuộc đời mình là chưa bao giờ nghĩ đến cái ngôi nhà bự như thế này không cô Cam? Khó, ao ước mà không có được. Là cô hồi đó giờ mình không nghĩ là mình sẽ có ngôi nhà giống vậy luôn? Không có nghĩ gì đâu, dễ gì có, làm gì có. Tới khi mình chết cũng chưa có nữa. Thì hôm nay có thì xúc động quá khóc luôn. Dạ, động khóc luôn. Là mình nghĩ đến sau khi mình mất thì cũng không có được ngôi nhà đâu hả? Không có luôn đâu, dễ gì. Dạ.
cô dạ. Dạ. Dạ chung số không đâu, chung đâu. Dễ gì? Chung số gì? Số đề hay số kiến thiết? Thiết có cái không nổi nữa. Cô có muốn nói lời nào với Mạnh Thường Quân không? Thì giờ chứ sao, cũng cảm ơn Quân với mấy anh, mấy chị, mấy cô, bác giúp đỡ, giờ mừng lắm luôn đó. Nha. Có gì sẽ sót cũng thông cảm giùm nha. Có gì đâu mà thông cảm, mà sẵn sàng giúp cô rồi. Phải như là nói mình có dách này kia không vậy đó, người ta dạ. Có buồn phiền không thì cũng thông cảm giùm nha. À, thông tin với cô bác quý anh chị thì à, hôm nay có anh hai của anh mấy Trang? Anh ba. Anh ba của làm ở đằng kia kìa. Em có nói lời gì với Mạnh Thường Quân không? Cảm ơn anh với chú. Về căn nhà. Rồi rồi. Thôi, chào cô ha. Rồi cố gắng đi, vài ngày nữa là mình có căn nhà ở ổn định rồi. Khóc nữa. Mai mốt á, mà con hỏi cô á, cô đừng có khóc, cô cười lên ha. Thì cuộc đời nó mới vui được. Chứ tối ngày gặp cô khóc, con không biết sao luôn á. Rồi hổng ngày cái tiền cô có đập nước rồi cho thợ uống không? Có, cũng ấy đó, mua đường, mua đồ quậy cho anh ta uống nè, cà phê đồ. Rồi tiền ở đâu rồi cô có, cô mua? À, tiền hổng cô chị ba nói ai gửi cho đó, cô Hương rồi chị ba đưa qua đây mua đồ. Được nhiêu cô? Hổng chị ba đưa 600, còn như giữ không biết nó đưa mua ăn rồi nãy không biết nó không gành á. Đưa rồi tầm nay bé đi chợ đi mua cà phê đồ với mua đồ lặt vặt vậy đó. Dạ. Thì cái xuồng này là cô mướn ta hay là? Mượn của anh ở gạch cầu anh thứ sáu. Mượn. Còn này xuồng nhà. Cái xuồng này là mình chuyển này, còn xuồng chuyển. bé này là của mình. Của nhà. Bình đó, xuồng nhỏ nhỏ các lục bình. Xuồng nhỏ nhỏ đó là cô đi cắt lục bình đó hả? Lục bình xuồng đó đó. Rồi cho có chuyển được không cô? Hả? Được chứ, trời chở gạch đồ nhiều lắm á. Gạch dạ. Ống rồi nè, nước hồ nữa chở tiếp nữa đó. Rồi chuồng bự này là chở ba cái sắt đồ đây. Rồi sắt đồ mới được. Hôm nay á thì con đại diện cho Mạnh Thường Quân á. Đại diện cho anh Thành ở Nhật có gửi cho cô á là 5 triệu, nhưng mà bây giờ con gửi trước cho cô á. Là 1 triệu. Để cô xây sở mua ấy này cho thợ uống nước rồi đó. Rồi mai mốt còn dư nhiêu á. Con sẽ gửi lại cho cô ha. Để cô có chi phí là mua cho thợ pha cà phê cho thợ uống, cho mấy anh làm cho mát mát, cho nhanh mà cho chất lượng. À đây, cái này anh con trích quỹ của anh Thành gửi cho cô á. Cảm ơn luôn nha anh đó. Dạ. Đây, cái cô giữ cẩn thận nha. Cô biết tiền không cô Cam? Biết mà con không nhiều quá, sao tiền nhiều quá không biết. Gửi bé cắt. Không biết số tiền nhiều quá. Ít thì biết. Ví dụ như 300-400 ngàn rồi cô biết không? À 300-400 hả biết. Với 500 rồi biết, còn bự bự nhưng lớn. Nhưng mà thối tiền rồi cô gành không? Gành. Với giấy 10 ngàn rồi với 20 rồi cũng biết, nhưng mà cũng hơi lộn, nó không gãi không đó. Ví dụ 200 ngàn mà cô mua hết 96 ngàn, ta thối cô lợi nhiêu ngàn? Đâu nhiêu hả? Không nhớ à? Không nhớ. Cái này là cô Cao hỏi chị. Dạ, em cũng biết bơi mà. Biết hả? Biết. Mũi bà lái. Hả? Mũi trước, bà lái cha. Bơ hay bơ lội hay là bơ xuồng? Thôi con bơ làm sao cho quay út đi, để quay con cái nó hết cái màn hình. Cô báo với anh chị, hôm nay thì hai chị em đi chiếc xuồng với cô Cam. Để mà cái chiếc xuồng này là hàng ngày là vận chuyển vật tư nè. Đi thử cái trải nghiệm, cái cảm giác này cũng phiêu lắm. Đây là cô Cam. Cô là bới xuồng này là vớt lục bình đó cô Cam. Dạ. Cô vật tư để lên là cô cứ chạy thôi. Cô Cam mà có nhà mới là chị Hương ở đây là giới thiệu là làm hết luôn à. Chị Hương nhà chị Hương đó, Thương chị Hương là sáng là lo công việc nhà xong rồi rảnh là chạy vô cô Cam mà. Chị biết bơi nữa hả? Biết chứ trời. À. Không biết bơi xuồng nó sao không biết. Nhưng mà chị biết lội không? Biết chứ. Dạ. Cái này là gì cô Cam? Này ta treo dịch á, cái bèo dịch. Ở này có vớt nè. Nè. Cô có đặt ở dưới này không? À, không có vớt đặt ở bên kia, hôm qua thằng lính thằng con thằng trai đặt được mớt á, thằng công bên ruộng á, trên ruộng á.
này mình không có tiền, có bự giớn bự người ta mua người ta đặt ngoài này, còn mình cái giớn nhỏ đặt chồng. Hôm qua là con ăn cơm gì hả? Hôm qua hả, ăn cơm với cá cá chiên của thằng lính văn lớn ra, rồi muối chiên ăn với nấu canh hủ qua canh cá cá lóc nhỏ. Khổ qua đâu có mua hả? Mua chứ hơn rồi, từ từ hơn rồi, cô gắt hơn rồi đâu quá trời. Giớn này có người ta nữa. Chả chả vật tư không sao mà chả người mà cứ dặn như ổng dọn nè, liền ba này vô nè, đi đâu thấy đâu chạng ổng một ngày trời lính dọn thêm tiếp nó mới rồi chứ. Chiều cứ vô đi hồ nữa ăn cơm, bữa hai mẹ con vô bao đá vô bao cũng chở. Dạ. Con ăn cơm vô. Hôm trước là cô với lại Trang là dọn cái đường dưới này ha. Dọn dẹp lục bình ra. Vớt vớt tẩy lên. Rồi tới hả cô? Rồi tới đây. À tới đây thôi ha. Rồi xong. Rồi. Nhiêu tiền cô lấy rồi? Ồ khỏi lấy tiền. Đi giờ mình ngồi rồi. Dạ. Dạ. Rồi con với chị Hương về. Ừ. Cảm ơn nha. Dạ. Đâu cô cho trống cái nồi nước dưới sâu vô không cô? Ờ à, cũng sâu ha, sâu mới chuyển được đó.